nó sẽ ngắn quá và nhanh. Và khi mà họ khỏe mạnh hơn, họ trông đẹp hơn, da dẻ đẹp hơn, vui hơn thì đương nhiên là sẽ dễ dàng chia sẻ. Bởi vì kinh doanh này là gì? Là chia sẻ cho mọi người. Không có cái gì mà dễ dàng hơn. Đấy là bạn là sản phẩm của sản phẩm. Bạn là sản phẩm của sản phẩm thì rất là dễ dàng chia sẻ. Vì thế nên là đây là chính là cái giải pháp để cho chúng ta, đấy là giải pháp Q Breakfast, bữa ăn sáng. Có thể vòng quay sản phẩm nó có thể diễn ra hàng ngày và lặp đi lặp, đó là điều số 2 và điều số 3. Lý do thứ ba đấy là chúng ta có thể tạo được một cái doanh số bền vững và cái doanh số dài hạn từ cái việc mà chúng ta sao chép bữa ăn sáng. Chúng ta giúp cho khách hàng của chúng ta có thể đăng ký cái chương trình mua hàng tự động SOP, cái chương trình gọi là định 6 tháng ấy. Và nếu như các bạn có được những cái đơn hàng SOP như vậy, có nghĩa rằng là chúng ta đang tạo ra được một cái đơn hàng tự động. Close for the month, cut off the month, and the next day you turn on camera, turn on camera. Các bạn cảm thấy như thế nào khi mà kết thúc một tháng, sau đó đến cái bắt đầu cái tháng thứ sau, tháng sau mở cái màn hình camera, mở cái màn hình website của mình lên, máy tính của mình lên, thì mở một cái là đã thấy doanh số của mình 21% rồi. Vì thế cho nên tại sao chúng ta lại cần tập trung vào bữa ăn sáng chất lượng? Bởi vì ai cũng phải dùng nó mỗi ngày. Và như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đạt được 21% vào cái ngày đầu tiên của tháng khi chúng ta thức dậy. Tuyệt vời không ạ? Các bạn thích điều này không? Vậy thì thông điệp tôi muốn chia sẻ với các bạn là hãy xây dựng một đội nhóm mạnh cùng với chiến lược bữa ăn sáng Q Breakfast. Vậy tại sao chúng ta lại chọn cái bữa ăn sáng và cái sản phẩm của chúng ta tập trung? Bởi vì đây chính là cái dòng sản phẩm mà xu thế trong tương lai. Đó là điều lý do vì sao. Điều số 2 là cái vòng quay của sản phẩm ra hàng ngày, vì nó là một thứ ăn ai cũng cần phải dùng buổi sáng. Và số 3 đấy là có thể tạo ra một cái đảm bảo cho kinh doanh của các bạn bền vững. Okay, tốt không ạ? Yeah. Tôi hy vọng các bạn đã rõ cái thông điệp tôi muốn chia sẻ hôm nay. Vì thế cho nên rất là quan trọng. Và câu hỏi là thế làm nào, Spart ơi, làm để làm được điều này. Bước số 1 là chúng ta cần phải trở thành sản phẩm của sản phẩm. Đầu tiên chúng ta phải trở thành sản phẩm của sản phẩm. Đó là lý do vì sao tôi bắt đầu từ cái việc trải nghiệm của mình. Tôi muốn gọi là kiểm chứng bản thân. Nếu tôi chẳng ăn cái gì hết vào buổi sáng, chỉ dinh dưỡng vào bữa ăn sáng. Và lúc đó thì tôi mới có thể hiểu được cảm giác khách hàng. Tôi mới hiểu được cảm giác khách hàng mới và cái chiến tranh. Và nếu như mà các bạn bữa ăn sáng như vậy thì thật sự là các bạn có thể no đến gần trưa, có đúng không ạ? Nếu mà chúng ta dùng cái bữa ăn sáng như breakfast như bây giờ, chúng ta có thể no đến gần trưa. Ngày xưa tôi nghĩ rằng là ăn cái ngày xong thì lại phải ăn thêm bữa ăn sáng nào khác. Nhưng mà thực sự là sau khi tôi đã kiểm chứng từ chính mình, tôi dùng bữa ăn sáng xong thì tôi không phải ăn thêm bất kỳ một cái gì nữa. For my how you say to survive or only for taste or for only for... Và tôi dùng cái bữa ăn sáng thật sự là để cầu cho khỏe của mình. You got it? My attitude... là cách tôi đối xử với cơ thể của tôi. Tôi dùng bữa ăn sáng vì chính cơ thể của mình chứ không phải chỉ đơn thuần là vì để trải nghiệm cho kinh doanh này. You cannot share belief to your... và các bạn biết, các bạn không có niềm tin thì các bạn không thể chia sẻ được cho người khác, bởi vì chúng ta chia sẻ cái niềm tin. He woke up in the morning, he do power shake. Nothing, no cereal, no milk, nothing, no bread, nothing, oil. Đó là cha giàu khi con mắt của chúng ta khi mà ở Carolina. Cha giàu buổi sáng là hoàn dùng gọi như là một cái bữa ăn sáng và pha trộn protein với lại là các cái sinh tố ấy ạ, và shake, tức là lắc đều lên và cùng cái bữa ăn sáng của cha giàu tương tự giống như là chúng ta đang dùng cái bữa ăn sáng tại trong bữa ăn sáng breakfast.
và cha giàu không dùng bất kỳ những gì khác ngoài cái power check đó. Và bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn một đoạn video clip. Cái video clip này là cái video tôi chia sẻ cho các bạn cái cách mà tôi đã chia sẻ cho khách hàng là làm sao về ân sáng. Và hãy đảm bảo là các bạn xem cái video này 10 lần. Đối với các anh chị là thành viên của một chương trình Book Farm này, các anh chị có một cái đặc quyền, đấy là được truy cập account của Mark Family để có thể xem và nhận những cái video như vậy. But I can say that I make it simple. Tôi chia sẻ, tôi làm cái video này nó cực kỳ là đơn giản về cái cách tôi chia sẻ là một ân sáng cho khách hàng để cho các bạn có thể sao chép được và tôi biết là cha. Tôi biết anh tôi hay chị cha hay là một số anh chị ở đây có thể làm tốt hơn tôi, nhưng mà tôi làm nó một cách rất là đơn giản thì tôi mục tiêu là tôi muốn cho mọi người có thể sao chép được. What's that? Make my fire. Make a note, okay? Make a note. Make my fire. I cannot tell you today. Yeah. Thôi. What is make my fire? À, tôi còn nói make my fire. Make my fire là cái gì? Make my fire là cái gì? Tôi cấm nói. Tôi không nói đâu. Make my fire đó là cái gì? Các bạn sẽ hiểu được nhiều hơn sau khi xem cái video. Các bạn ơi, đã rõ rồi chưa ạ? Đầu tiên, làm thế nào để các bạn có thể chia sẻ được Q-Breakfast? Thế nghĩa là các bạn là bắt đầu chính mình trước, trở thành sản phẩm của sản phẩm. Và sau đó thì các bạn là giống như là các bạn đã làm với hệ thống. Các bạn gọi điện thoại, các bạn buổi I'm meeting như vậy. Okay, I'm busy, I cannot do this business right now, no problem. Nếu mà các bạn gặp ai đó mà người ta bận bảo chưa làm được khách hàng bây giờ ấy, người ta chưa làm được, có sao không? Không sao. Nếu như mà họ bận thì hãy biến họ, hãy giúp họ trở thành khách hàng VIP, khách hàng VIP của chúng ta. Vậy là ai là những khách hàng VIP? Những khách hàng VIP của chúng ta đến từ đâu? Đến từ những cái người ứng viên mà chúng ta chia sẻ với mà họ không quan tâm. Và cái đối tượng thứ hai là đối tượng của chúng ta chia sẻ quảng bá cho họ về bữa ăn sáng. Và khách hàng thứ ba, đối tượng thứ ba đó là những người mà họ muốn mua dụng sản phẩm. Và đối tượng thứ tư có thể trở thành khách hàng của chúng ta, đấy là những nhà phân phối. Nhưng mà họ tham gia nhưng họ không phải là những người hoạt động tích cực, họ chỉ tham gia mua hàng. Tham gia vừa đủ, chúng ta có thể hỗ trợ họ. Cho dù họ đang là nhà phân phối rồi thì chúng ta giúp họ có thể trở thành khách hàng. Vậy thì chúng ta hãy đưa ra một cái mục tiêu, đấy là tìm ra được 5 khách hàng VIP. Chúng ta có một cái chiến lược là 5. Các bạn theo tôi chứ ạ, 1, 2, 3 cùng nhau nói 5. 1, 2, 3, 5. Tức là bạn, các bạn hãy tìm cho mình 5 khách hàng VIP. Đó. Cái con số này nó rất là đơn giản. Các bạn trở thành khách hàng VIP của chính mình trước, đúng không ạ? Before you looking for VIP customer, các bạn đi phát triển những khách hàng VIP khác, các bạn khách hàng VIP, khách hàng đầu tiên là chính bạn, và sau đó các bạn bám sát một chút, từ chút thì các bạn sẽ thu được 5 khách hàng. Và bây giờ thì các bạn có một nhóm những người sử dụng cùng với các bạn Q-Breakfast ăn sáng. Vậy là các bạn có được một bộ cho mình và 5 bộ cho khách hàng. Và sau đó can you share the PowerPoint please? Và sau đó thì chúng ta hãy xem video, xem slide. This strategy we use and very successful in Thailand. Đây là cái chiến lược chúng tôi đã sử dụng rất là thành công ở Thái Lan. Và tôi rất là tin tưởng là chiến lược này có thể phát triển và áp dụng ở trên toàn cầu. Bởi vì ở đâu thì chúng ta first thing is the one là những cái dinh dưỡng tốt. Some product have your country. If you don't have it, check you apply. Okay, check you apply. This is Q-Breakfast meal. Okay, đây là bộ ăn sáng. Chúng ta có 1 tí, chúng ta có 5 bữa, chúng ta có 3
one ta set. Có body key meal, chúng ta gọi đó là một hộ ăn sáng. I don't have double X. Nếu các bạn bảo rằng tôi chỉ có body key meal, tôi không có double X, thì các bạn không có được kiểu breakfast, các bạn không được bữa ăn sáng đầy đủ. Các bạn chỉ có body key thôi. Đã nói đến kiểu breakfast, tức là một ăn sáng, chúng ta phải làm một cái bộ ăn sáng. Now, you have to go to watch make my five that make your meal to have quality and fulfill for your body. You need to have make my five. That this set, that why this. Hey, tôi I'm not muốn gọi. Tôi đặt thêm một cái tên đó là Make My Five. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cần phải đảm bảo là chúng ta có một cái bộ gọi là đầy đủ và hoàn chỉnh, tốt cho cơ thể của chúng ta, và cái bộ này được quảng bá rất rộng rãi ở Thái Lan, rất là chạy, và một bộ như vậy cũng đã You start from you one set first. Và bắt đầu từ chúng ta là người đầu tiên. Body first for yourself. Chúng ta cần phải cam kết với lại chính mình trước, cơ thể của chính mình trước. Chúng ta dùng bữa ăn sáng mỗi ngày thì chúng ta rất là dễ để có thể quảng bá. Đó là cái bước số 1. Bước số 2. Hey, this PowerPoint no need to capture. I will send you later, okay? Các bạn không cần phải chụp slide. Chúng ta sẽ được chuyển những cái slide này. You promote. Các bạn chia sẻ kinh doanh với các bạn. In các your mind, you have và trong tâm trí chúng ta nhớ là nếu như họ không làm kinh doanh thì họ có thể trở thành những khách hàng VIP của chúng ta. Bạn hiểu chưa ạ? Và chúng ta hãy làm theo những gì như cha giàu chia sẻ chúng ta, đấy là gì? Đấy là thành công 100%. Họ không làm kinh doanh, họ thành khách hàng. You know, in our core program, you know, what one core, they mentioned about 10 customers, is that correct? Trong cái hạt nhân gọi là 7 cái thói quen của người hạt nhân đồng cốt, chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ có một cái mục gọi là xây dựng 10 khách hàng thường xuyên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu từ 5, và sau đó từ 5 chúng ta sẽ được nhận 10. Apart from yourself, chúng ta sẽ có được 10 khách hàng đằng sau. 5 VIP, now you are 9%, right? Ooh, you earn about 120. Nhưng mà các bạn có một bộ nha, các bạn có một bộ, các bạn dùng một bộ 200 đô, sau đó các bạn có được 5 khách hàng VIP sử dụng 5 cái bộ Q-Rex First này, thì các bạn đã đạt được 9% doanh số, và lúc này các bạn đã thu về được 120 đô rồi. Và các bạn có thể viết xuống nhiều điều chìa khóa ở trong kinh doanh này. Chúng ta cần phải trở thành gold ribbon có 12 ngày, 12 ngày tham dự hội thảo. Thế cho nên chúng tôi nhấn mạnh việc thì nếu chúng ta muốn đi nhanh, chúng ta cần phải trở thành gold ribbon, cần trở thành nơ vàng, nghĩa là có 12 ngày tham dự hội thảo. Và có nghĩa là chúng ta làm, chúng ta đang được trong hệ thống. Khi mà chúng ta đạt được 12 nhánh, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tìm ra bốn cái nhánh là đâu? It's from gold ribbon. You got my point now? Thì bốn cái nhánh này thì từ đâu ra? Bốn cái nhánh này là bốn cái nhánh từ gold ribbon, tức là 12 cái nhánh mà chúng ta bảo trợ, từ bốn nhánh tích cực, là chúng ta không có gì thay đổi về mặt hệ thống hết. Thì mà chúng ta vẫn làm theo công thức, đấy là chúng ta tập trung vào bảo trợ cho nó đủ để chúng ta tìm ra được. Chúng ta tập trung vào gold ribbon, sau đó chúng ta tìm ra được 4F1. Và cùng với cả chúng ta nữa, nếu mà về mặt có sản phẩm thì chúng ta là một cái của mình có 4 nhà mới này, kết một này mà chúng ta có được 5 loại day one, okay, that your leader và chúng ta giúp customer, chúng ta giúp và bản thân lãnh đạo của chúng ta làm, chúng ta sử dụng bữa ăn sáng, chúng ta phát triển những cái hàng phí, và nếu như mà chúng ta chết 4 cái nhà phân phối của chúng mình, mỗi người họ cũng có 5 cái khách hàng VIP sử dụng bữa ăn sáng, thì lúc này doanh số của các bạn chỉ là các bạn
với lại 4 cái nhà phân phối thôi, thì đã có một cái doanh số gần là hơn 6.000 TV. À, tính ra ở đây là chúng ta đã có 15%, và lúc này chúng ta tính được 468 đô mỗi tháng. Good. Yeah. Các bạn thấy có tốt không ạ? Chúng ta đã tính về 468 đô mỗi tháng. Có không ạ? Rất là đơn giản và thật sự rất là hiệu quả. Four legs, do gold ribbon. You go ribbon, build a leg. You do equity with them to sponsor many legs like. Chúng ta cũng làm tương tự như vậy, chúng ta quảng bá cho chính giới của mình. Hãy đặt mục tiêu là có 12 F1 ribbon. Và sau đó thì là tìm ra 4 cái nhánh active, nhánh hoạt động. Và rồi lại quảng bá cho họ lặp lại. Go ribbon. Và sau go ribbon, hai nhánh sẽ tìm ra một cái tiếp tục. Như vậy, sau vài tầng, đó, các bạn nhìn thấy các của trên chỉ là chúng ta thôi. Rồi sau đó chúng ta phát triển ra 4 người và mỗi người lại có 5 khách hàng VIP chúng ta. Và rồi chúng ta phát triển thêm một tầng như vậy nữa thì chúng ta đã có thể đạt được đó. Đấy là 21%. Tuyệt vời không ạ? 142,000 peso. Và với con số như thế này thì chúng ta sẽ có thể đạt được một cái India 210,000 rupiah, right? Rupiah. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được với hai cái tầng của chúng ta phát triển như này, chúng ta sẽ tạo ra được một cái doanh số. Ví dụ như Philippines là 142,000 peso. India, Ấn Độ là 210,000 rupiah. Yes, it's India. India. Hey, you. 21%, 210,000. It's good for you, Lefty. Excellent. Có thể nói cho tôi biết là lĩnh 21% mà đạt cái thu nhập 210,000 cái này tốt không? 200,000. It's good for you. Tốt không? Oh my God. How about Vietnam? Ở Việt Nam thì các anh chị thấy sao? Trời ơi, 65 triệu đấy. 65 triệu. Ủa đâu mà. Từ cái việc mà chúng ta chia sẻ sản phẩm bữa ăn sáng thôi. Và chúng ta sao chép cho mỗi người lại có 5 bộ. Nếu một người có 5 bộ như vậy thì chúng tầng thứ 2. Thì chúng ta đã có được cái thu nhập 5 triệu. À đấy, tốt không ạ? Vừa mới gọi em Hùng ơi. 200,000, ok? 200,000. Rupiah. Good for you. Tốt ạ, thu nhập như này có tốt cho các anh chị Việt Nam mà. Ăn sáng mà. Cashmere. Sao chết ra vài tầng. Go Cashmere. Yes. Tập trung vào con đường đi là 12F1 ra 4 nhánh. Mà từ 12F1 quay trở lại 12F1 cho họ và ra lại 4 nhánh. Rất là đơn giản. Vì là hiệu quả. Và okay. Bắt đầu từ chúng ta và sau đó sao chép cho mình của mình. You can see the step by step. Là bằng cách này thì chúng ta đã có thể tạo ra những cái doanh số thu nhập rất là lớn. 65 triệu đấy các anh chị nhá, lớn đúng không ạ? The secret is. Và bây giờ điều vô cùng quan trọng biết có thể tạo ra được đấy kết quả này đấy là gì, là bí quyết là tập trung chính bạn trước. Và sau đó các bạn trợ 12 người, 12 F1 để trở thành Go Ribbon. Để các bạn có thể tìm ra được 4 cái nhánh trong 12 cái F1 này, 12 cái người này. Và từ đó các bạn sẽ xây sâu. Và khi xây sâu thì chúng ta đi cùng chiến lược bữa ăn sáng Q Ribbon. Tốt chưa ạ? Các bạn ơi. Và cá nhân các bạn sau đó phát triển thêm 5 khách hàng. Còn là và 4 nhánh của chúng ta đi xuống sâu xuống bên dưới. Là mỗi một chúng ta thì hãy tập trung để bản thân chúng ta là sản phẩm của sản phẩm. Sau đó chúng ta có xây dựng có 5 khách hàng biết dùng bữa ăn sáng rồi sao chép cho các cái nhóm của mình làm y chang như vậy. Long term TV like this. Okay. I hope you enjoy about this. And think about we're talking about only Quebec first, right? Đây mới chỉ là chúng ta đang nói về chiến lược Quebec first. Còn về artistry nữa thì sao? Các bạn cũng có thể quảng bá về artistry cho chúng ta. Rồi hay là đồ gia dụng, hay là nước tự uống.
XS. Nhưng mà các bạn biết không, có nghĩa là dành cho các bạn có thể lớn hơn như tôi vừa mới chia sẻ. Nhưng mà tôi đang muốn chia sẻ cái mà giải pháp và tốt nhất trong các ngành giải pháp sản phẩm bây giờ của chúng ta thì chính là bữa ăn sáng. Trước khi tôi đi đến cái buổi lên cái phần chia sẻ tiếp theo, thì sẽ muốn phỏng vấn một số các lãnh đạo chủ chốt nhá, xem là các bạn cảm thấy như nào ở phần đầu tiên tôi chia sẻ về chiến lược này. Ai chị Cha? I'm excited applying support to. Chị Cha cảm thấy thế nào? Hôm nay tôi cảm thấy rất là hào hứng, rất là sụp đầy. Thật ra tôi đã quảng bá cho bạn tôi sau khi làm giám đốc, tức là làm 14 ngày ăn sáng. Và cho họ sử dụng free breakfast. Và thường là tôi chỉ quảng bá cho những người mà làm 14 ngày thôi, sạch thôi. Bây giờ thì tôi sẽ quảng bá cho cả một người. Và và tôi hào hứng bởi vì ngày hôm nay học được một điều từ bảo trợ, đấy là chúng ta hãy cần highlight, tức là tập trung để cho cái chiến lược Q Breakfast này sẽ được ưu tiên hơn. Indonesia. Và sau đây đến với các anh chị Indonesia. Anh cảm thấy như thế nào về cái chia sẻ chiến lược sản phẩm này? Các bạn nghe được tôi nói chưa? Follow upline 100%. Theo offline 100%. Đấy là chia sẻ của anh Cody. Để có thể sao chép cho downline. Perfect. Congratulations. Okay, let me pass microphone to Vietnam. Nga ơi. Nga, can you share in English first? Yeah. How you feel? I'm translating. Oh, can you hear me offline? Unmute please. Nga, maybe you are in another room. You're not comfortable about that? No. I'm in translator. Oh yes. I'm in the room for translation. Okay, and now we can hear you. Yeah, okay, go ahead. Thank you so much, Abhay. I'm so excited about your breakfast. Actually, after counseling with you last time, I already used Q breakfast. Yes, and as you said, because I eat a lot at the morning, so I still afraid that after eating Q breakfast, I still need to eat more. But after I follow your advice, then I am full until lunch, until 11. So I believe now after 2 months, I follow, and now in my group, I already have key leader follow me using Q breakfast. So very good strategy. Today I just consolidate my belief. Apply. Okay. Let me pass microphone to Hatling. Hatling, hey, Damon Hatling. How you feel about our strategy? Yeah. Damon from Vietnam. Hatling. Hi Apply. Hi everyone. My name Hatling. I come from Hanoi, Vietnam. I usually use a breakfast app. Q breakfast every month, so I no need to eat anymore. Every morning I always use breakfast, so I think the breakfast is a great strategy if we have a VIP customer. Yeah, so we can use a strong business breakfast. Yes, thank you. Và đây là chị Hạnh theo dõi, chị Hạnh tin tưởng đây là chiến lược rất là tốt để phát triển trong hệ thống. I think it's really a fantastic chị Reti. Tôi tin tưởng đây là chiến lược. Tôi đã dùng Q breakfast. And I think it's very simple and easy to duplicate. Và thật ra tôi thấy là nó dùng cái này thì cũng rất là đơn giản. It helps you to be focused. Otherwise there are so many products. So you don't know exactly what to focus. This is really complete. Và bây giờ thì với cái chiến lược ngày hôm nay offline đưa ra thì chúng ta rất là dễ đấy, bởi vì có thể tập trung vào. Trước đây thì cũng có quá những cái sản phẩm chẳng biết là tập trung vào đâu, thì bây giờ chúng ta được tập trung vào cái một cái dòng sản phẩm là breakfast thì nó dễ dàng. And actually, Christine Hoa. Not the Q breakfast, but hôm nay thì tôi cảm thấy rằng là
husband, looking the body shapes more better, and of course the skin better. Look. Đó là để làm bởi vì thật ra bản thân tôi trước khi mà dùng Cubic Plus đã protein rất nhiều năm vào buổi sáng rồi, bây giờ chỉ thêm vào thôi. Microphone to Helen from Vietnam, Diamond from Vietnam. Chị Hương ơi. Yes. Yeah. I think that the key is I have to convert the currency for the Q breakfast, and I really understand your good point. It's not only because of the product, but the level of belief. Because if we don't believe that we can duplicate this strategy, that we cannot do. Mà tôi rất là tâm đắc đấy là bởi vì tôi tôi nhận ra cái chiến lược này của Upline rất là quan trọng trong một cái điểm rất là tốt ở trong cái chiến lược này, đấy là để làm gia tăng cho chúng ta cái niềm tin. Bởi vì có rất nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là nó khó sao chép vì là giá cao, là đắt, rồi nhiều người không có điều kiện sử dụng được. Vì thế cho nên là sau khi áp dụng cái chiến lược này thì tôi nhận ra là cái chiến lược của Upline quan trọng vô cùng, là giúp chúng ta tăng cái niềm tin của mình. Okay. When you show the plan about Q-Breakfast, when you do follow up. Vậy thì cái tôi muốn chia sẻ là chúng ta sử dụng Q-Breakfast vào lúc nào? And then đây chính là cái bí quyết của tôi, các bạn có thể ghi xuống. Chúng ta có thể sử dụng Q-Breakfast, sử dụng bữa ăn sáng hoặc bất kỳ lúc nào. Bởi vì chúng ta là lãnh đạo, chúng ta là cái người mà sẽ chia sẻ và quảng bá. Vậy thì chúng ta thức dậy buổi sáng sử dụng cho không chỉ cho mình, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng tất cả mọi lúc, mọi nơi. Có nhiều người hỏi tôi là thế làm thế nào để bán bộ ăn sáng này cho khách hàng? Tôi chẳng có cách nào khác ngoài cái cách là đi nó lại nhiều lần và sử dụng Q-Breakfast vào mọi lúc. Tôi dùng vào lúc tôi chia sẻ kinh doanh, lúc phải follow up tôi cũng sử dụng Q-Breakfast, rồi tôi để mô sử dụng Q-Breakfast, rồi tôi mà tóm lại là tôi làm trong mọi hoạt động của tôi thì tôi đều quảng bá Q-Breakfast và tôi sử dụng Q-Breakfast trong mọi cái lần mà tôi xuất hiện cả dưới và khách hàng và ứng viên, và làm cho tới khi lãnh đạo của tôi nhận ra rằng đây chính là cái chiến lược. Bởi vì là nhìn thấy lúc nào anh ấy làm từ team calling cũng sử dụng Q-Breakfast, tất cả những cái lúc mà tham vấn cũng dùng Q-Breakfast, làm follow up cũng dùng Q-Breakfast, tóm lại Q-Breakfast dùng tất cả mọi nơi. Đó là cái cách để chúng ta có thể cho bao like cho tuyến dưới của mình nhận ra rằng Q-Breakfast là quan trọng, và đó là cách mà chúng ta chia sẻ present Q-Breakfast professional and very powerful like a 5-minute plan. Và chúng ta hãy chia sẻ Q-Breakfast skill to my leader. Tôi chia sẻ cái kỹ năng mà tôi truyền ra, các chia sẻ Q-Breakfast cũng như là bài STB 5 phút. When you do follow up, I tell my downline, you prepare, okay? Tomorrow we're gonna follow your downline. You promote your breakfast, and they know now they have to drink your breakfast every day. Yes, otherwise you can't. Có một cái buổi mà làm bên dưới lúc nào tôi cũng đến dưới là bây giờ anh chuẩn bị nhá, anh chị chuẩn bị là ngày mai chúng ta sẽ quảng bá về your breakfast. Cho nên anh chị hãy chuẩn bị bộ your breakfast của mình đi, và đó là cái cách mà họ cần phải sử dụng trước khi họ sẽ. Và tất cả nó thành một cái văn hóa trong hội nhóm. Và khi mà chúng ta làm bất kỳ một cái điều gì, chúng ta hãy luôn nghĩ đến cái việc sao chép. Và khi chúng ta làm, chúng ta luôn nhớ rằng là ngày hôm nay chúng ta làm thì ngày mai đến dưới có thể sao chép được hay không. Đó là vì sao mà tôi đã làm ra một cái video để chia sẻ 5 phút cho Breakfast, gọi là Make My Fine. Like a 5-minute plan, we show again and again and again. And và các bạn hãy chia sẻ cái Q-Breakfast này, nó cũng giống như là chúng ta chia sẻ cuộc kinh doanh 5 phút.
Có phải là chúng ta chỉ kinh doanh 5 phút thường xuyên không ạ? In many techniques. Và các bạn biết không, tôi có thể chia sẻ the breakfast, có thể talk many things. Tôi có thể nói the same thing again and again, only one thing, duplication. Tôi có thể nói rất là nhiều cách khác nhau về the breakfast, rất nhiều chiến lược về the breakfast, nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng nhất đấy là chúng ta cần phải nói ở cái cách mà có thể trở thành sao chết. Cho nên quan trọng nhất là sao chết. Và chúng ta tới khi trở thành thành thạo, chuyên gia. Và điều cuối cùng rất quan trọng. To have 5 customer VIP customer. Có được 5 khách hàng VIP thì bí quyết là dịch vụ service. Cái cách chúng ta chăm sóc khách hàng. Chúng ta cần phải có một cái tư duy là chăm sóc khách hàng. Chúng ta cần phải chăm sóc những khách hàng VIP bằng tư duy về làm dịch vụ. They follow me, they các bạn biết không, khi người chăm sóc khách hàng ngồi á là tôi thăm hỏi họ, tôi kết bạn với họ và tôi làm cho họ happy, vui vẻ. My dad every day wake up queue breakfast. Và chia sẻ với họ tại sao vợ anh lại để cho vợ họ có thể dùng, rồi cho bố họ có thể dùng. Tôi chia sẻ với họ, bố tôi mỗi sáng dậy phải được sử dụng cái gọi là dinh dưỡng chất lượng nhất. Đó. Và các bạn biết bằng cái cách tôi service, tôi chăm sóc như vậy á, tôi đã có được 4 khách hàng lúc trong một hộ gia đình. Và làm thế nào để tôi có được điều đó? Điều quá đấy chính là gì đó? Đấy chính là dịch vụ tôi có với họ. Nếu mà họ không làm kinh doanh thì chúng ta hãy giúp họ trở thành khách hàng và chúng ta hãy đưa cho họ những cái dịch vụ tốt hơn. For me, this strategy we start from you only 5. Và các bạn biết không, không phải là chúng ta phục vụ cả trăm người đâu. Chúng ta chỉ có phục vụ 5 khách hàng VIP, đúng không ạ? Và sau đó là chúng ta tăng lên 10. Nên chúng ta còn 5 khách hàng VIP thôi, cho nên chúng ta hãy giúp họ một cách tận tình với tư duy của một người là và tư duy dịch vụ và chăm sóc. Và chúng ta xây dựng cái mối quan hệ với bạn bè và chúng ta trở thành một cái người tin cậy, có thể tin tưởng. Và từ đó thì từ họ có thể giúp cho bố mẹ họ đều được sử dụng. Vì thế cho nên chúng ta cần phải có một cái tư duy service mind, một cái tư duy của một người sóc. Hôm nay thì tôi có 2 lãnh đạo của Thái Lan, họ rất là thành công về cái tư duy, cái việc trong cái mà chăm sóc khách hàng. Đây là một cái cặp đôi. They qualify for Ruby. Họ đã đạt chuẩn Ruby nhiều lần. How to say Thai we call like a king of Top Gun, you know Top Gun? Top Gun, the PV, personal PV. Các bạn biết không, họ đã đạt vào trong cái danh sách người mà đứng đầu bảng về doanh số cao, là họ luôn luôn đứng đầu đấy ạ, trong bài. They service their customer. Và tôi cũng học từ họ rất là nhiều. Và tôi học cả cái cách mà họ làm nào họ xây dựng mối quan hệ, họ làm nào họ có thể tạo ra được doanh số cá nhân, cách họ chăm sóc khách hàng như thế nào. Các bạn có muốn học chưa ạ? Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với trẻ của chị Khôn và anh Chiếp đến từ Thái Lan. Hello everybody. Chiếp nè khá, อยู่ ที่ประเทศไทย ค่ะ. Yes. Chào cả nhà. Thailand. By background in education, I'm a nurse, but I have a pharmacy. Yes, after listening to Supat about it's great, Mac MyFi. But in this case, I'll be talking in specific about client or customer service. So he said that, you know, the heart of this business is about providing customer service.
เราต้องทายชั้นเดี๋ยวก็ขอให้พวกคุณก็คิดว่าชั้นทํางานแต่ชั้นและคิดว่าจะโตคิดว่าจะทําvà nếu như mà chúng ta chấp từ bằng cả trái tim thì họ cũng sẽ đưa cả trái tim cho chúng ta. Thế cho nên cái việc mà chúng ta chấp chấp là cái sự quá trong kinh doanh này. What do we give them, you know, to win their hearts? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chấp được trái tim của khách hàng? First and foremost, we must be truthful and genuine to them. Điều đầu tiên là chúng ta phải có một cái thái độ và một cái sự chân thành. Và chúng ta quan tâm đến họ. Just these two hearts and these two topics, and you already have their heart. Và chỉ cần làm được ba cái điều này thôi là chúng ta đã có trái tim của khách hàng rồi. So in this genuine part, giving genuine heart, so we give and provide value to them, not try to take advantage of them. Vậy thì với cái việc mà trở thành một quý vị cho khách hàng cách chân thành, có nghĩa là chúng ta tập trung vào cái việc tạo ra giá trị cho khách hàng, chứ không phải là and also give them better health. Và giúp cho họ được có một sức khỏe tốt hơn. Điều số 2, chúng ta cũng cần phải chăm sóc khách hàng, chúng ta cho họ rất nhiều quan tâm. Họ cần phải có thông tin và có quan trọng. Yes, so in this case, you know, when we're going to have them use our products, we must at least have some information and data about our products. For Q breakfast, they must know how it's going to be helpful for them and that they can take it consistently every day. Khi chúng ta chia sẻ về Q breakfast, chúng ta cũng cần phải giúp họ để được hiểu là breakfast mang lại những cái lợi ích như thế nào, không chỉ đơn thuần là bán không biến mất. Chúng ta cần phải tư vấn, chúng ta cần phải có những thông tin cụ thể chi tiết về giải pháp. After taking it, how do you feel? Is it delicious? Rồi chúng ta cần có những sự quan tâm hỏi thăm như là anh chị từng có thích không, có quen chưa, và các anh chị có cái phản hồi như thế nào về sử dụng sản phẩm. Và chúng ta cũng cần phải luôn luôn sẵn sàng để có thể giúp cho khách hàng giải quyết vấn đề. And the most important part of all, of course, is we must be in service. Điều quan trọng nhất đấy là chúng ta cần phải chăm sóc họ. Tôi có đọc một cuốn sách. It said that the person in the very front will have like a sign tied around their neck. And that sign, it says, you know, it says right there, it says, I need importance. Và vì vậy cho nên đối với tất cả những khách hàng của tôi thì là người quan trọng của tôi. Yeah, so one day they will think of us when they want to buy the product. They will think of me first. Để cho khi nào mà khách hàng mà họ muốn mua sản phẩm thì họ sẽ nghĩ đến tôi đầu tiên. If I can give a clear example. Nếu mà tôi có thể lấy một cái ví dụ rõ ràng. For example, maybe a birthday. Chẳng hạn như là tôi lấy một ví dụ như là vào cái dịp và sinh nhật hay là năm mới, hay là vào một cái lễ Tết nào đấy. I will be the very first one to greet them. Tôi sẽ luôn luôn là cái người đầu tiên giúp họ trong những cái sự kiện như vậy. Và trong một số trường hợp thì tôi sẽ đi cùng với cả một vài cái món quà. They're very happy and very satisfied. Và nếu mà chúng ta làm được như vậy thì khách hàng rất là hài lòng. Is of course service. Và quan trọng hơn nữa. For me, service means do it. Đấy là chăm sóc. Cái dịch vụ, tức là cái quan trọng là cái dịch vụ của chúng ta đưa cho khách hàng. Và đối với tôi, cái dịch vụ tốt là chúng ta cũng thấy là gì ạ? Đấy là nhanh và lợi mang cho khách hàng cái sự nhanh và giá trị. How come, you know, there's somebody who is they're so lucky they have somebody who cares for them so much. Có rất là nhiều người thật sự là rất là mong muốn trở thành khách hàng VIP của công ty.
not impossible. I will always say yes, it's possible. Yes, yes, yes. Và đối với rất là nhiều người thì cứ nói là không thể. Tôi là những điều gì khách hàng mong muốn thì là đều là những điều mà tôi sẽ chắc chắn là có thể. Mì lúc khá than nừng nè khá khương còn nám khó đằng khá. There was one customer who had a water filter which was quite popular. Là tôi có một khách hàng mà họ đặt nước và cái thời điểm tôi rất là bận. Nó quay về đùa lẹ khẩu. I told my husband, hey, is it possible maybe next week on Sunday I will be the one to go there and service them. Tôi nói với chồng là liệu là tuần sau em có thể mang đến để giao cho khách hàng và chăm sóc khách hàng được không? Hey, if that customer of yours were to buy a brand new e-spring or an atmosphere, a new unit, can you go and service them? Đại thần thì ha. Và các bạn. Yes, of course. Và các bạn biết là chồng tôi họ nói ngạo ạ. Chồng tôi hỏi tôi là nếu như bây giờ khách hàng mà sẵn sàng mua một cái máy mới. Reminds me all the time. Một cái máy mới hoàn toàn thì mà liệu em có thể sẵn sàng đến ngay được không? Thế em bảo được, possible, hoàn toàn được. Cái ý mà chị muốn chia sẻ là luôn luôn đối với khách hàng là mọi thứ là điều cụ thể. Và như là Apply Sumpath nói là chúng ta phải là một trong những người đầu tiên sử dụng Q-Break first. Yeah, so when we use it every day, we have chúng ta sử dụng nó mỗi ngày thì chúng ta cảm thấy tự tin và tôi dùng nó hàng ngày. Yes, and people in my organization, they all have all copied me and duplicated me, and then you know we will come together and celebrate online. Thì chùa tất cả mọi người đều sao chép và sử dụng Q-Breakfast. Rồi chúng tôi tập hợp lại để chúng tôi chụp hình và chúc mừng nhau. Yeah, so these are some of the pictures that I have of my customers, either in their birthday or at holiday or celebration that I. Oh, đây là một số cái hình mà tôi đã chụp hình với cả khách hàng mà tôi tặng quà sinh nhật hoặc là một số cái lễ. Và đây các bạn nhìn thấy không ạ? Khách hàng cũng như là người bạn. I always have some souvenirs coming from. Và lúc nào tôi đến thăm khách hàng, tôi cũng mang theo một quà. Yes, so the more you do this business, the more you fall in love with it. Và thật sự là khi mà các bạn càng làm kinh doanh nhiều ấy, thì các bạn sẽ càng làm cái việc này rất là tốt. An example that I want you to look at. Và đây là một cái ví dụ chia sẻ với tất cả các bạn. So this lady here, I showed her the very first. She wasn't really necessarily interested in the business. Đây là một cái người mà tôi đã chia sẻ từ những ngày đầu tiên. Cặp nam giả bảo thân nuông thôi nè, hả? Yeah, she just wanted that time just to use the laundry detergent and just some Amway product. That's all. Cô ấy thì không quan tâm đến sản phẩm mà chỉ muốn là không quan tâm đến kinh doanh, mà chỉ muốn sử dụng một vài cái dòng tẩy rửa. Like I mentioned earlier, in taking care of them and servicing them. Và tôi cũng làm cái việc là chăm sóc và quan tâm và I had a souvenir for her which was excess. Ở cái hình này thì đây là cái quà mà tôi đến thăm chị và tôi đã có gửi tặng cho chị một món quà. Imagine from the very first order that she had. Các bạn có thể and softer. It now has become an e-spring water filter. Và các bạn có thể tưởng tượng được từ những cái sản phẩm đầu tiên chị dùng chỉ là những cái dòng gia dụng. Và mà sau đó thì là bạn bắt đầu mua thêm máy lọc nước. Và sau đó thì chị bắt đầu quan tâm đến cái việc chăm sóc sức khỏe. Và từ cái việc mà tôi đã chăm sóc chị rất là tốt. Như vậy thì khi mà chị dùng sức khỏe, chị dùng những cái dòng sức khỏe chị có nghĩ đến tôi. Every time I met her, I was always talk to her and promote the product. Và các bạn biết không, cứ mỗi một lần mà gặp chị ấy thì là tôi lại quảng bá thêm và mở rộng thêm những cái sản phẩm. Và các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái tủ lạnh của chị ấy rất là nhiều các sản phẩm Nutrilite. She says, you know, she loves the Nutrilite products so much. She doesn't want it to. Và chị chia sẻ là chị ấy là rất thích những sản phẩm về dinh dưỡng, rất thích Nutrilite.
ือนเดือนละ 20,000 30,000 5เดือนเลยค่ะ So from SA8 now và từ một cái sản phẩm chỉ là nước giặt đồ đã trở thành một cái khách hàng sử dụng tạo ra một cái doanh số 20 đến 30 ngàn bạc. So in this case is the same example. When I showed her the plan, she didn't necessarily want the product. All she wanted was the glister. ดูแลเขาแบบลูกค้าก็ได้ละmột cái sản phẩm một cái ví dụ khác một cái khách hàng khác một người đầu tiên chỉ sử dụng lấy là cái dòng gọi là glister และบนรถทุกดอกไก่เงิน Now she has about 3 atmosphere units in each room và sau khi tôi chăm sóc chị rất là tận tình và sau một thời gian thì đến bây giờ thì là chị đã mua 3 cái máy lọc không khí để ở 3 cái phòng khác nhau. อันนี้นะคะเมื่อกี้ที่จะให้ดูภาพคือการทำตอนเป็นออฟไลน์ใช่ไหมคะ So in those previous pictures you saw was servicing our customers offlineตอนนี้เป็นออนไลน์ đây là những cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy trước đó là bạn nhìn thấy những hình ảnh mà tôi chăm sóc khách hàng offline tức là trực tiếp bây giờ là đến những cái phần mà tôi chia sẻ khách hàng chăm sóc khách hàng thông qua online và khi cứ bất kỳ khi nào tôi làm những cái gọi là hoạt động cơ bản thì tôi đều quảng bá Q Breakfast ซ้ำตอบย้ำบ่อยๆวันหนึ่งเขาก็อยากใช้ตามเราค่ะYes, if we talk about it repetitively and all the time, one day they'll eventually want to purchase. Và lúc đầu thì chúng ta quảng bá có thể là họ chưa quan tâm nhưng mà nếu chúng ta cứ lặp đi lặp lại liên tục hàng ngày như vậy thì có một ngày họ sẽ bắt đầu để ý. This is one example. Và đây là một trong những cái nhánh quốc tế của tôi, một cái ví dụ của cái nhánh quốc tế. So these are some of the examples of my legs in Finland, and Norway.And, đây là một vài cái ví dụ của những cái nhánh của tôi đến từ Đức, đến từ Phần Lan và đến từ Na Uy. Có lời nức thửng, pho mẹ, phi nóng này, bà thết Thầy, khả. Thu lất kịt có cặp mà thi bà thết Thầy đây, khả. So the lady in Finland, she bought the cube bird. Chị ở Phần Lan, chị rất là thích sản phẩm. Và chị đã giới thiệu toàn bộ những cái gia đình của mình ở Thái Lan sử dụng, đó là cái chị đầu tiên.อยู่ในเยอรมันค่ะ This lady is in Germany. I showed the plan and all she wanted to use initially was the shampoo. พอเราได้บาชีทีหายไงนั้นล่ะ đến từ Đức và đầu tiên thì mới chỉ là sử dụng dầu gội. Và cứ mỗi một lần chúng tôi gặp nhau thì tôi lại nói về bữa ăn sáng breakfast. I would tell her every time I take you breakfast how it makes me feel, how refreshed. Tôi cứ chia sẻ liên tục với chị ấy là mỗi một lần dùng cube breakfast tôi cảm thấy như thế nào, tôi cảm thấy ra làm sao.Và cuối cùng thì chị ấy muốn là tự mình mua cái sản phẩm này và mỗi một buổi sáng chúng tôi gặp nhau thì chúng tôi lại cùng nhau chia sẻ những cái ly bữa ăn sáng Yes, and she would have this, of course, her cube breakfast shake, and she always have it with her at all times. Và bây giờ thì chị bắt đầu là chị đã có luôn cái ly bữa ăn sáng như thế này và lúc nào cũng sẵn sàng là có thể pha và sử dụng. Great volume because a lot of people ask and talk to her about it. Và vì từ cái việc mà chị dùng cái bữa ăn sáng như vậy thì lại có nhiều người hỏi chị và chị bắt đầu có thể xây dựng được một cái kinh doanh với cái doanh số rất là tốt.Yeah, so in as after she's been using it for a while, she's been promoting it to her husband and to her family in Norway. Và sau một cái thời gian sử dụng thì bây giờ chị đã giới thiệu cho cả gia đình ở hai bên để sử dụng Cube Breakfast ở Na Uy. Và đây là một vài cái ví dụ rất là đơn giản và thực tế mà tôi đã làm để có thể gọi là tạo nên doanh số. So in this case, in building 5 VIP, just the way that Subhat had mentioned. Và trong những cái trường hợp này là cách mà chúng ta để tạo được 5 khách hàng VIP. Và điều đó có nghĩa là tôi muốn chia sẻ với các bạn là nó không có gì khó khăn, nó đơn giản. Và nếu tôi làm được thì các bạn có thể làm được. Chào hát tôi thật là lớn. Cảm ơn chị Kiếp đến từ Thái Lan. Các bạn thích chưa ạ? Các bạn có thích không ạ? What did you learn from her? Can you text me? I think that. Này chắc là trên màn hình. Các bạn học được điều gì từ chị Chiep? Chị Con Chiep. Sau khi mà nghe chị chia sẻ kinh nghiệm, các bạn có thể nhắn lên cho tôi
là các bạn học được điều gì từ kinh nghiệm và thực tế của chị. That's why no doubt she have personal volume very good. Đó là vì sao mà chị có doanh số cá nhân rất là cao. She qualified for Ruby for many months. Và chị đạt chuẩn là Ruby trong nhiều năm và trong nhiều tháng. Các bạn có thể sao chép, đó là cách để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng đội nhóm tốt không ạ? Chúng ta có thể cùng nhau có thu nhập, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau xây dựng đội nhóm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần chia sẻ nữa. Đấy là một kim lãnh đạo là Kim Cương. Và anh cũng tập trung vào chương trình Body Key Cure Breakfast. Và bây giờ anh có rất là nhiều những cái khách hàng là VIP. Và tôi biết là các bạn đều có thể học được từ anh ấy làm thế nào để các bạn có thể có được khách hàng VIP. Các bạn đã sẵn sàng để học chưa ạ? Vâng, và chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ của Kim Cương. Kể và xin chào. Yes, hello and greetings to dear everybody. รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันให้ทุกคนครับ Yes, so I feel very excited to be sharing my rất hào hứng để chia sẻ với tất cả các bạn một vài kinh nghiệm của tôi. ก็ผมรู้สึกว่ากลยุทธ์ของการทำคิวเบรกฟาสต์ของ Upline เนี่ยสุดยอดมากๆครับ Yes, I feel the strategy and tactic of using Cube Breakfast in organization is brilliant. It's awesome. Tôi cảm thấy rằng là cái chiến lược Cube Breakfast chiến lược này phải nói là rất là tuyệt vời. So when I first started doing this business, I did not focus on Cube Breakfast. Lúc đầu khi mà tôi mới làm cái sang này thì tôi không có tập trung vào Cube Breakfast. Yes, my main focus that time was eSpring and Atmosphere. Cái sản phẩm mà đầu tiên tôi tập trung đấy là tập trung vào máy lọc nước và máy lọc không khí. There was volume but not consistent volume. Và thời điểm đó thì có thể tạo ra được một cái doanh số rất là tốt đối với hai cái những cái sản phẩm này nhưng mà doanh số nó lại không bền vững. Tăng trưởng rất lều, แล้วก็มั่นคงหลักยอดธุรกิจที่เกิดการซื้อซ้ำ In this business, for you to have consistency and to have volume, sustainability, there has to be some form of consistency of volume. Và với Q Breakfast thì chúng ta sẽ có được cái gọi là doanh số và không chỉ là doanh số mà một lần mà chúng ta có doanh số nó đều đặn. I thought perhaps to have this kind of consistency, it would perhaps be in the home care or personal care products. Ở đó thì tôi cứ nghĩ rằng là những cái sản phẩm như là gia dụng ha là những cái sản phẩm mà có thể tạo ra được cái sự cá nhân thì có thể là nhưng mà tôi có thể tạo ra được cái doanh số nó đều đặn hơn. Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra là nếu mà chúng ta dùng những sản phẩm gia dụng là cá nhân ý thì bao giờ nó sẽ quay vòng lại, nó quay vòng rất là lâu đúng không ạ? Vì thế cho nên là còn lại là Cube Breakfast. Cube Breakfast là phải dùng hàng ngày và rồi hết lại mua tiếp. Vì thế cho nên là làm theo Upline. Yeah, so first, allow me to share some of my slides. Tôi muốn chia sẻ một vài cái hình ảnh. Mà làm ในกลุ่มเรื่อง Nutrilite, Nutrilite นะแล้วก็ Cube Breakfast เนี่ยมันทำให้ธุรกิจเราเนี่ยเปลี่ยนจากPlatinum นะครับขึ้นเป็น Pyrin.เป็นมรกตและเป็นเพชรได้เร็วมากเลย Yes, so in that time when we changed our tactic and strategy to focus more on health and wellness and Nutrilite and so forth, our level khi mà thời điểm mà chúng tôi bắt đầu thay đổi chiến lược từ những cái sản phẩm công nghệ sang những sản phẩm mà về chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc sức khỏe thì cái danh hiệu của tôi từ Platinum cũng đã được nâng lên. 5 years to become Founders Platinum.Tôi đã mất 5 năm để trở thành founder Platinum. Yes, but I used the next 5 years to become Sapphire, Emerald and then Diamond. Nhưng mà sau đó thì tôi mất chỉ có 5 năm sau để có thể trở thành Sapphire, Emerald và Diamond. Bởi vì giai đoạn 5 năm sau chúng tôi tập trung toàn bộ vào Nutrilite và Cube Breakfast.Just last year, fiscal year, in my organization, I had a gross volume of about 39 million baht.
chưa mấy không ạ? 20 và chỉ có năm ngoái thôi đấy ạ. Thì tôi chúng tôi có doanh số của toàn hệ thống của tôi là 39 triệu bạc. Yes, but in that in that 39 million health and wellness products took up about 25 million part of the volume. Mà trong số đó thì có tới 25 triệu là đến từ các dòng sản phẩm về chăm sóc sức khỏe. On an average of a monthly basis, có nghĩa là khoảng tầm gần 65% đấy ạ. 65% doanh số là đến từ chăm sóc sức khỏe. So which means on a daily basis, my Nutrilite volume was about 70,000 baht per day. ถ้าเรามาคิดนะว่าวันนี้เราจะมาตึงว่าเชิญกว่าเท่าไงที่ตัวก็ được doanh số là 70,000 baht trong một ngày ให้ได้มียอดธุรกิจตอนหนึ่งวันเนี่ยคือ 70,000 baht ว่าลูกไหนล่ะ 39 triệu baht cũng là tương đương với khoảng tầm 200 tỷ đấy các anh chị, 273 tỷ đồng doanh số của cả nhóm anh này, và trong đó thì có khoảng 25 tới 65% doanh số của nhóm anh ấy là đến từ các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe. Case, the restaurant and we want to build a volume or revenue of 70,000 baht a day, we might have to wake up on a daily basis at 4 o'clock in the morning just to open our. Và các anh chị biết không, là mỗi một ngày á thì là doanh số tạo ra trong hệ thống của anh ấy khoảng 500 triệu chỉ vì từ Q breakfast mỗi ngày đấy ạ. Mỗi ngày thức dậy một cái là đã có một cái doanh số là 70,000 baht tương đương cỡ khoảng 400 gần 500 triệu. Closing the restaurant. แต่วันนี้ครับคีเบฟัสเนี่ยครับมันทำให้ผมเนี่ยมียอดธุรกิจเติบโตยิ่งใหญ่นะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้มีภาระเหมือนเจ้าของร้านอาหารครับ So this case you with Q breakfast this is possible you know I have this volume but I don't have to have the headaches of các bạn biết đâu chỉ có Q breakfast có thể tạo cho tôi được ra được một cái doanh số như thế này mà nếu mà các bạn so sánh với một cái nhà hàng ấy ạ. Đúng không ạ? Nếu mà chỉ có thể tạo ra một cái doanh số như vậy khi mà chúng ta mở một cái nhà hàng thì bao nhiêu là cái điều đau đầu đúng không ạ? Thế nhưng mà với Q Breakfast, bữa ăn sáng vô cùng chất lượng mà tôi có thể tạo ra được một cái doanh số tương đương nhưng mà quá là nhẹ nhàng và đơn giản. Tôn thun của doanh nghiệp theo đếm có phải là lâu yên nhỉ? Lên tôn đối cản, lên tôn đối tùa lâu cứ khử, lâu đếm cháy. Anh so sánh với một cái ví dụ đấy là mở cái nhà hàng cũng có bữa ăn đúng không ạ? Bán bữa ăn sáng thì mới thấy được là cái Q breakfast này nó hiệu quả như thế nào. แล้วก็ขยายเหมือนกลยุทธ์ที่อัพไลน์บอกก็คือหาได้4คนนับเรียนแบบทําซ้ําเรานับหา5 yes. ครับ And then in this case you know we use the tactics or the strategy set forth by our upline which is finding 5 customers. ถ้าเป็นแบบนี้ครับมีการชิ้นเหลือกว่าอัพไลน์ที่chúng ta sẽ tạo ra cho mỗi một cá nhân là 5 khách hàng VIP. Yes, in this case we're able to expand but our operational and our actually our capital expenditure is still the same. Mà trong khi đó rất hay ở chỗ là nếu mà chúng ta mở rộng cái quy mô này ra bản thân chúng ta khi chúng ta sao chép được toàn bộ hệ thống làm có mỗi người có được 5 khách hàng VIP ấy thì về mặt chi phí hoạt động thì vẫn như vậy, không có, tức là chúng ta không phải gia tăng về đầu tư, cũng không phải gia tăng những bất kỳ một cái chi phí nào. Nó rất là khác vì khi là chúng ta có thể là mở ra để đầu tư một cái truyền thống, mà nếu mà chúng ta muốn gia tăng về mặt gọi là doanh thu hay là doanh số hay là hoạt động thì chúng ta phải đầu tư thêm đúng không ạ, và cái chi phí vận hành nó cũng sẽ gia tăng, còn ở đây thì không. Và việc mà chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể gọi là chăm sóc khách hàng tốt thì đương nhiên đấy là chúng ta cần phải là một cái người đưa thông tin. Love to our, we must love our customers just like they are relatives. Và cần phải yêu thương khách hàng giống như người nhà vậy đó, họ hàng của chúng ta. We want to make sure that they have good results. Dĩ nhiên là chúng ta mong muốn họ sử dụng sản phẩm, nhưng cái điều quan trọng hơn đấy là chúng ta muốn họ trải nghiệm hài lòng và đạt được cái kết quả tốt. Nếu như nếu như mà chúng ta chỉ tập trung vào bán để có thể có một cái lợi nhuận cao thì đó chỉ là quan tâm đến cái kinh doanh của chúng ta thôi. Thế nhưng mà cái quan trọng vô cùng ấy đấy là chúng ta cần phải tập trung vào cái điều, cái cốt lõi đấy là làm sao để có thể họ được trải nghiệm sản phẩm và họ quay trở lại trải nghiệm sản phẩm nhiều lần hơn. Nó quan trọng hơn cái việc là họ mua thật là nhiều sản phẩm về chỉ trải nghiệm có một vài lần.
they take when they take it that their health will definitely improve. Và cái mà chúng ta đấy là chúng ta tư vấn cho họ để làm sao mà tập trung được vào cái sức khỏe của họ có thể được cải thiện. So first and foremost, we must perhaps disclose the information or data about people who don't eat breakfast in the morning. Vậy thì chúng ta cần phải cung cấp những cái thông tin như thế nào cho khách hàng của mình? Đấy là việc đầu tiên là chúng ta hãy chia sẻ những cái thông tin cho khách hàng hiểu rằng là những người mà họ không dùng bữa ăn sáng một cách đầy đủ từ chất ấy thì họ sẽ sức khỏe của họ sẽ bị ảnh hưởng ra là sao? Chúng ta sẽ đưa một vài cái con số thống kê hoặc là chúng ta sẽ giúp cho khách hàng ta hiểu rằng là nếu mà ăn sáng không đầy đủ thì có thể đối mặt với những cái căn bệnh như là tiểu đường rồi là tim mạch, huyết áp. Rồi là những cái bệnh như là viêm nhiễm. And these could perhaps even also lead to headaches and migraines and so on. Và chính những cái bệnh này nếu như mà chúng ta ăn sáng không có đầy đủ hoặc là bỏ bữa ăn sáng thì chúng có thể dễ dàng dẫn đến những cái bệnh như là đau nửa bên đầu hoặc là bị đau đầu kinh niên. So when we talk about things, we will perhaps even find out that some of these things happen to them because they don't have breakfast. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta chia sẻ cho khách hàng thì chúng ta phải ở cái vai trò là một cái người tư vấn cho khách hàng. Nếu như mà họ không có được cái bữa ăn sáng thì có thể là những cái vấn đề như thế này sẽ xảy ra với họ. Rút chặt cảm ơn ỉm thóng Then I'm going to ask them, hey, do you know the difference between being physically full in your tummy or do you understand also being your cells being well fed? Ăn ỉm thóng เนี่ย คือ ทาน อะไร ก็ ได้ ครับ ไม่ ต้อง คำ Và chúng ta cũng giúp cho khách hàng hiểu được thật sự là cái việc mà chỉ là ăn no và ăn đủ chất. You can feed your body with anything actually. You don't have to. Nếu như mà chỉ đơn thuần là ăn no thì các bạn có thể đưa bất kỳ cái gì vào miệng của mình đúng không ạ? Chỉ làm cho cái dạ dày nó đầy lên thôi. Nếu mà đủ chất thì lại là câu chuyện khác. Nếu mà có sức khỏe chúng ta cần phải this is very có đủ chất. Stomach just full. Feeding yourselves actually. Vì vậy cho nên là cần phải đưa ra một cái khái niệm, bán một cái khái niệm cho khách hàng. Nếu chỉ đơn thuần là đưa những cái thực phẩm vào để cho nó no bụng, thì nó rất là khác biệt với cái việc chúng ta lựa chọn những cái nguồn dinh dưỡng để chúng ta có một cái sức khỏe tối ưu. Và thầy giúp cho khách hàng phân biệt được giữa khác nhau giữa cái việc ăn no và ăn đủ chất. And once they know, and then they're aware of this. They'll want to use our products and then want to continue. Và tôi tin là một khi mà chúng ta đã tư vấn cho họ đầy đủ như vậy để họ hiểu được cái giá trị thì chắc chắn là họ sẽ sử dụng sản phẩm. I believe that everybody here can have find the information about Cube Breakfast. Và tôi cũng tin tưởng tất cả các bạn ở đây thì đều có những cái thông tin về Cube Breakfast như thế này rồi. Và điều số 2. Điều số 1 là cung cấp thông tin đầy đủ. Điều số 2. So it's about following up with them and you know. Điều số 2 tức là bám sát và chăm sóc đều đặn. So I met this lady, Miss Wee, in Chumphon province. Đây là một cái chị ở tỉnh. She was a stranger we just met in a coffee shop. Đây là một cái người lạ mà tôi gặp ở quán cà phê. At that time, she was not interested in the Nutrilite products, only with. Thời điểm đó, thì chị không quan tâm gì đến những sản phẩm của Nutrilite mà chỉ quan tâm đến chăm sóc da của Artistry. So, but however, if she were just to buy Artistry, who knows? Maybe in just she would perhaps buy only Artistry makeup, maybe two or three times a year. Mà nếu mà chị chỉ sử dụng với Artistry thì có lẽ là chị chỉ sử dụng cái dòng là trang điểm đâu đó một vài lần. But my goal was to have consistent volume every report. Nhưng mà bởi vì mục tiêu của tôi là làm thế nào để có thể tạo ra được một cái doanh số bền vững. Vì thế cho nên tôi đã đưa Nutrilite đến với chị ấy. In some cases it might take a year or so about promoting. Trong một số trường hợp các bạn biết không, các bạn phải chấp nhận rằng là có thể mất cả năm để chỉ có thể quảng bá sản phẩm. Promoting it consistently does produce results. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ quảng bá một cách kiên định thì kiểu gì nó cũng sẽ ra kết quả.
So she's not only her is she taking the Nutrilite products, but as well as her children and as well as her mother. Và cuối cùng là chị không chỉ dùng những sản phẩm về Nutrilite cho cá nhân mà chị còn dùng cho cả con cái. The household consuming just the Nutrilite products, their volume is about 9 to 12% per month. Và chỉ để tính về cái việc mà chị tiêu dùng thôi á, đã đạt từ 9 đến 12%. Và đây chính là kết quả của cái việc mà bám sát một cái điều đạn. Yes, so don't give up in trying to promoting and giving them information. Là cho nên các bạn đừng có bỏ cuộc trong cái việc mà chúng ta nuôi, gọi là chăm sóc và cung cấp thông tin. So I don't just view or see her as a customer, but I see her as an older sister, somebody as part of the family. Và tôi không coi chị là một cái khách hàng, mà tôi coi chị giống như là một cái người chị gái. So I was very concerned about her, so that's why I kept promoting these products to her, about the Nutrilite products. This was my vision for her to use the Nutrilite products. Và tôi tin tưởng rằng là chị sẽ sử dụng những cái sản phẩm này và nó sẽ tốt cho chị, và đó là cái tâm thế và cái tầm nhìn của tôi. Và lúc đó là các bạn, nếu mà chúng ta coi họ như là những người anh, những người chị ấy, thì chúng ta sẽ có những cái dịch vụ rất là tốt. So